Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ hai, mời các bạn xem bản tin người Việt tị nạn ở Thái Lan chờ đợi mòn mỏi và khó khăn nhưng vẫn hơn ở quê nhà. Dịp Tết Nhâm Dần 2022 năm nay, người Việt tị nạn ở Thái Lan không tụ họp đón mừng năm mới cùng nhau như những năm trước đây. Lý do là vì làn sóng dịch bệnh COVID-19 ở Thái Lan cũng tăng cao trong năm qua, khiến chính phủ nước này hạn chế tụ họp. Nhiều người tị nạn không tìm được việc làm, không có đủ tiền để mua sắm, chuẩn bị gì cho ngày Tết cả. Tết một mình, lặng lẽ. Chị Thu Nguyệt đang tị nạn ở Bangkok cho biết, người Thái Lan không ăn Tết cổ truyền giống Việt Nam. Trước Tết, chỉ có vài anh em tị nạn gói mấy cặp bánh tét chia nhau cho đỡ nhớ Việt Nam, chứ cũng không mua sắm gì cả. Vào năm 2021, cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, làn sóng dịch COVID-19 gây ra nhiều tác động tiêu cực cho Thái Lan, nên người Việt tị nạn cũng khó tìm được việc làm hơn, hoặc nếu may mắn tìm được việc thì cũng lo sợ bị cảnh sát Thái truy bắt. Đây là hình ảnh một khu nhà trọ mà người thượng sinh sống ở ngoại ô Bangkok. Chính phủ Thái không công nhận người tị nạn, cho nên người tị nạn dù đã được Liên Hợp Quốc cấp cơ chế tị nạn cũng không được phép đi làm việc theo luật của Thái Lan. Chị Nguyệt thì may mắn được người quen giới thiệu công việc nên Tết cũng tranh thủ đi làm, lủi thủi có một mình, chỉ đi làm rồi về nhà. Chị nói, ngày hôm nay gọi về nhà thì mẹ nói, nếu mà ở một mình bên này không về được, về thì chấp nhận bị bắt rồi về ở với mẹ, anh chị. Ở bên Việt Nam cũng nói lớn tuổi rồi mà sống ở bên này có một mình. Mẹ nói là, còn anh chị em cũng thương, thôi bây giờ nếu mà không được thì quay về chịu án. Chị Nguyệt chạy trốn sang Thái Lan đến nay đã hơn 3 năm, được cấp quy chế tị nạn hơn 2 năm. Nhưng từ đó đến nay không hề có tin tức gì về vấn đề tái định cư ở một nước thứ ba. Vài lần gọi điện cho cao ủy tị nạn hỏi thăm tình hình thì họ chỉ trả lời là phải tiếp tục chờ đợi, chứ cũng không biết khi nào sẽ có tin tức mới. Chị Nguyệt nói sau tiếng thở dài. Bây giờ chị thấy tương lai mịt mù quá. Mình cũng hy vọng chứ, hy vọng rằng nếu mà có thể được thì trở về, mà không biết là có về được hay không. Con đường đi định cư ở nước thứ ba thì nói thẳng ra là nó rất mịt mờ, không có bất kỳ một tin tức gì, không báo gì hết. Đây là hình ảnh một buổi lễ cầu nguyện đạo tin lành của người thượng Bang Yai ở Thái Lan. Mỗi cuối tuần, chị cũng đến nhà thờ phụ giúp linh mục John Hùng Lê, là linh mục đại diện của hội tương trợ tị nạn ở Thái Lan, đi xin thực phẩm gần hết hạn của các siêu thị, rồi phân loại chia lại cho đồng bào người thượng tị nạn. Mòn mỏi chờ được tái định cư, cuộc sống của người tị nạn ở Thái Lan cũng không chỉ khó khăn về vật chất, thiếu tình cảm của gia đình, mà họ còn phải sống trong cảnh chờ đợi, nuôi hy vọng sẽ sớm được tái định cư. Nhưng ngày đó không ai biết được khi nào sẽ tới. Ông Nguyễn Văn Tráng vượt biên qua Thái Lan xin tị nạn từ tháng 5 năm 2018 nói vậy. Ngày được cấp quy chế tị nạn vào năm 2019, chưa kịp vui mừng thì ông đã thất vọng với thông báo từ cao ủy tị nạn rằng chỉ có 1% người được cấp quy chế tị nạn được định cư ở nước thứ ba. Khi mình được cấp quy chế tị nạn thì họ thông báo rằng là chỉ có 1% người tị nạn được đi tái định cư mà thôi. Chờ đợi nó kéo dài từ tháng 3 năm 2019 cho đến giờ thì cao ủy chưa liên lạc lần nào để cập đến việc định cư ở nước thứ ba. Lúc đó cảm thấy khá là tuyệt vọng. Tuy nhiên vì không còn cách nào khác, do ở phía Việt Nam thì bị truy bức, truy nã và mình không có một con đường nào khác là phải chạy sang Thái Lan. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Tráng tham gia biểu tình phản đối Formosa hủy hoại môi trường khi còn ở Việt Nam. Cái số phận của mình hoàn toàn phụ thuộc vào cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và mình không còn cách thức nào khác để có thể thay đổi được. Ông Nguyễn Văn Tráng bị phát lệnh truy nã vào hồi tháng 12 năm 2018 với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2022, chính quyền Việt Nam phát thư kêu gọi ông Tráng ra đầu thú với nội dung rằng nếu tiếp tục lẩn trốn phạm tội mới, khi bị bắt sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vẫn tự do hơn ở Việt Nam, đây là điều mà người dân tị nạn Việt Nam tại Thái Lan chia sẻ. Siêu Thoan, một người thượng đưa cả gia đình trốn sang Thái Lan từ năm 2018 sau gần 20 năm chịu 3 án tù, cho biết cuộc sống ở Thái Lan dù có thiếu thốn cái ăn, cái mặc thì vẫn còn thoải mái tâm trí hơn nhiều khi còn ở Việt Nam. Anh Sư Thoan
kể từ đầu những năm 2000, chính quyền tỉnh Gia Lai không cho phép đồng bào người Thượng theo đạo Tin Lành thực hành nghi lễ tôn giáo. Đất đai bao đời của người bản địa vẫn trồng trọt, làm rẫy, nhưng chính quyền vẫn cưỡng chế thu hồi, nói là phải có bìa đỏ mới được công nhận là người có đất. Anh nhiều lần cùng dân làng chống lại nên bị bắt giam, lần đầu 6 tháng vào năm 2001. Đến năm 2004, anh Thoan bị bắt lần thứ hai với mức án 2 năm 6 tháng tù giam. Và lần thứ ba, anh bị kết án 10 năm tù giam vào năm 2007. Cả ba lần đều bị cáo buộc về tội gây rối an ninh, theo Điều 118 Bộ Luật Hình Sự vào năm 2015. Trong suốt 10 năm ở trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam, vợ con anh chỉ đi thăm được có một lần, vì nhà nghèo, con nhỏ nên gia đình không thăm nuôi được. Đây là hình ảnh hàng cứu trợ của một số mạnh thường quân ở Houston, Texas, Mỹ, đóng góp được đưa đến Thái Lan nhân dịp Tết vào năm 2020. Trong quãng thời gian đó, anh Thoan được các anh em tù chính trị khác như luật sư Nguyễn Văn Đài chia sẻ cho đồ ăn, thuốc men cho mà dùng. Ra tù vào năm 2017, anh Thoan vẫn liên tục bị hạch sách theo dõi nên anh phải tìm kiếm trốn sang Thái Lan. Ở Thái Lan, dù không được đi làm, vật chất cũng thiếu thốn đủ bề, nhưng ít nhất anh được đi lễ, được cầu nguyện mà không phải lo sợ bị bắt bỏ tù. Anh nói chung là cũng khó khăn, nhưng mà thoải mái hơn ở đất nước Việt Nam, là đất nước của mình đó, kể cả ở đây phải làm chui thì cuộc sống vẫn còn thoải mái hơn ở Việt Nam rất nhiều. Thoải mái ở chỗ là vì cuộc sống con người mình được cầu nguyện với Chúa, thứ hai là được đi chơi chỗ này, chỗ kia, suy nghĩ tư tưởng của mình nó thoáng thôi một chút. Anh nói ở đây anh được cao ủy cho tiền nhà, được nhà thờ phụ thức ăn, con cái được cho đi học đầy đủ. Dù phải đi làm chui để kiếm ít tiền cũng phải đủ trang trải. Với anh Thoan, cuộc sống ở Thái Lan đơn giản là vậy mà rất hạnh phúc, nhưng anh vẫn mong được quay trở về quê hương một ngày nào đó khi Việt Nam đã có tự do. Anh nói, mong muốn hiện tại bây giờ mình muốn được có tự do ở đất nước Việt Nam của mình, sớm có tự do để sớm được quay về quê hương của mình, thế thôi. Nếu tái định cư, đó là trường hợp đường cùng, cũng muốn đi nhưng mà kể cả đất nước của mình thay đổi là mình cũng muốn về. Đây là hình ảnh những chiếc thẻ cấp cho những người xin tị nạn do Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Bangkok cấp. Mong ước của ba người mà chúng tôi tiếp cận nói chuyện nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần vừa nêu cũng là tâm trạng của những người tị nạn khác tại Thái Lan mà chúng tôi có dịp tiếp xúc trong nhiều năm qua. Anh chị em tị nạn luôn luôn chia sẻ với nhau, ví dụ người nào không có tiền đóng tiền nhà thì tụi em mỗi người góp lại một chút vài trăm bạt để chia sẻ với nhau. Hiện tại rất khó khăn về tài chính thì tụi em chia sẻ với nhau từng đồng, từng ký gạo, từng bó rau. Tiền nhà thì chủ Thái ở đây không bớt đâu. Người Thái được giảm 50% nhưng mình là người tị nạn bất hợp pháp, chủ Thái họ không làm giảm tiền nhà cho mình. Bây giờ cũng không biết tính như thế nào. Chị Thảo, con gái ông Vương Văn Thả, người đang bị giam giữ tại trại tù An Phước, tỉnh Bình Dương vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, cho hay bây giờ nỗi lo không có tiền sinh sống đang át đi nỗi sợ lây nhiễm bệnh. Chị cùng chồng và con nhỏ phải chạy sang Thái Lan sau khi bố chị bị kết án tù. Mà thực tế vẫn theo lời chị Thảo, nhỡ có bị vướng Covid-19 thì người tị nạn ở Thái Lan như chị cũng không biết bám víu vào đâu, chị nói. Từ hôm dịch tới giờ khó khăn hơn trước gấp 10 lần. Hồi trước còn được cho gạo này kia, giờ dịch tràn lan, riêng gia đình em có con nhỏ thì cuộc sống khó khăn hơn trước rất nhiều. Tạm thời không ai giúp đỡ, không ai đi làm được thì mình mượn đỡ anh em, giống như hỗ trợ lẫn nhau, mượn đỡ tiền nhà, tiền sữa, vân vân. Khi nào có thì hoàn lại, chứ hiện tại không biết làm thế nào. Nói chung, người tị nạn ở Thái Lan thì khó khăn như nhau, ra đường có giấy tờ đầy đủ, thậm chí người Thái họ còn bắt nữa huống chi người Việt không hợp pháp trên đất nước của họ. Người nào không có trẻ em, không có con nhỏ thì nó đỡ hơn chút xíu, còn gia đình có con nhỏ thì khó khăn hơn rất nhiều. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Minh đánh Pháp, vai trò của Mỹ, các vấn đề trong cuốn sách mới. Con đường dẫn đến Việt Nam, Mỹ, Pháp, Anh và cuộc chiến Việt Nam đầu tiên là cuốn sách mới ra gần mắt gần đây của tiến sĩ Pablo,
viết về cuộc chiến Việt Nam lần thứ nhất. Tác giả là giảng viên khoa nghiên cứu chiến tranh tại London, Anh Quốc. Trong sách, tác giả đặt vấn đề tại sao Hoa Kỳ tham gia vào chiến tranh Việt Nam. Điều gì đã khiến Hoa Kỳ tin rằng Việt Nam là mối đe dọa đối với các lợi ích của Washington? Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp điều đình vào năm 1946 nhưng đã không thành. Trong cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Pablo về các câu hỏi chính của trong cuốn sách, tiến sĩ Pablo nói rằng chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất như Ken Burk đã gọi trong loạt phim tài liệu về Việt Nam vào năm 2017 là một sự bí ẩn. Cuộc chiến tranh thuộc địa báo trước việc Mỹ tham gia vào Việt Nam. Đối với các nhà sử học chúng tôi, đó là một cuộc chiến tranh thuộc địa quan trọng để nghiên cứu vào năm 1945 khi Pháp gửi một đội quân khổng lồ để thiết lập đại quyền thống trị, cũng là cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ bị lôi kéo vì chủ nghĩa chống cộng. Cuốn sách của tôi, Con đường đến Việt Nam, nghiên cứu cách thức ngoại giao của Pháp để thuyết phục Hoa Kỳ rằng xung đột ở Việt Nam không phải chỉ liên quan chủ nghĩa thực dân Pháp mà là chủ nghĩa cộng sản. Chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất đáng để nghiên cứu vì nó chứa đựng mầm mống tại sao cuộc chiến thứ hai và nổi tiếng hơn của Mỹ ở Việt Nam là không cần thiết. Thực tế là người Mỹ có thể đã từ chối ủng hộ nỗ lực của thực dân Pháp để mặc cho họ chiến đấu một mình như đã làm sau đó ở Algeria. Những người Việt Nam nổi dậy trong một liên minh phức tạp gọi là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, muốn giành độc lập và liên kết với Mỹ, Anh và Ấn Độ mới độc lập và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia này. Cuối cùng, Pháp đã thành công trong việc thuyết phục người Mỹ rằng những người nổi dậy ở Việt Nam không phải là những người theo chủ nghĩa dân tộc thực sự, mà là những kẻ theo Liên Xô trong kế hoạch tầm xa của Liên Xô nhằm chinh phục Đông Nam Á và khiến Mỹ phải chi trả và hỗ trợ hầu hết các nỗ lực chiến tranh của Pháp, đặc biệt là từ năm 1948 cho đến năm 1952. Đây là hình ảnh Stalin và Truman ở Potsdam ngày 7 tháng 8 năm 1945. Tại hội nghị này, các cường quốc thắng trận trong Thế chiến lần thứ hai đã quyết định số phận của nhiều dân tộc nhỏ, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu các nguồn tin nổi tiếng cũng như các tài liệu lưu trữ của Pháp chỉ được phát hành vào cuối những năm 2000. Cuốn sách của tôi khám phá các nỗ lực ngoại giao quy mô lớn, lặp đi lặp lại, phối hợp của Pháp nhằm đánh lừa người Mỹ ủng hộ Pháp chiến tranh thuộc địa dưới chiêu bài chống cộng sản. Nhiều nhà ngoại giao Mỹ lúc đó đã biết và cảnh báo rằng người Pháp đang phóng đại bóng ma cộng sản. Nhưng cuối cùng lập luận của Pháp đã thắng. Đã từng có bức thư nổi tiếng của ông Hồ Chí Minh gửi cho ông Tổng thống Truman vào tháng 2 năm 1946. Để chống lại quân Nhật ở Đông Dương, ông Hồ và lực lượng du kích Việt Minh đã từng phối hợp chặt chẽ với lực lượng đặc biệt của Mỹ. Tuy nhiên cuối cùng, chính sách đối ngoại của Mỹ đã không thừa nhận đảng của ông Hồ. Trong bức thư nổi tiếng đó của ông Hồ Chí Minh gửi Truman vào năm 1946 và trong nhiều bức thư khác từ năm 1945 đến năm 1947 gửi cho Truman, Adler, De Gaulle và nhiều sĩ quan khác và thậm chí gửi đến phiên khai mạc của Liên Hợp Quốc tại San Francisco, tất cả đã được phân tích trong sách của tôi. Trong đó, Việt Minh đề xuất được dẫn dắt bởi các cường quốc phương Tây trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Cụ thể, họ yêu cầu Mỹ và Anh giúp Pháp xem xét cách trao độc lập như với Ấn Độ, sẵn sàng trao cho Pháp những đặc quyền lớn trong một thỏa thuận giống như khối thịnh vượng chung. Việt Minh đã cộng tác chặt chẽ với lực lượng đặc biệt của Mỹ, tiền thân của CIA, trong Thế chiến Thế giới thứ hai và trong một thời gian ngắn, ông Hồ đã hỗ trợ tổ chức đặc biệt này của Mỹ với tư cách là điệp viên và sử dụng mật danh Luxi. Nhiều người Mỹ từ Roosevelt đến các nhà ngoại giao ở thực địa rất thông cảm với chính nghĩa của Việt Nam, như tôi ghi nhận lại rất chi tiết và cảnh báo các sếp của họ ở Washington rằng người Pháp đang sử dụng trò lừa đảo cộng sản để nhờ Mỹ giúp tái chiếm Đông Dương. Trong cả năm 1945-1946 và phần lớn năm 1947, người Mỹ đã không tin luận điểm ma quỷ cộng sản. Tuy Mỹ cung cấp một số hỗ trợ, họ vẫn khuyến khích người Pháp áp dụng một thứ giải pháp như Mỹ đã làm ở Philippines vào năm 1946 và Anh ở Ấn Độ vào năm 1947. Đây là hình ảnh Đô đốc York và cao ủy Pháp tại Đông Dương Lyon duyệt binh vào năm 1946. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Pháp đã nghiên cứu chi tiết việc bán ý tưởng cho người Mỹ và kết luận rằng chứng minh Việt Minh là một phần trong nỗ lực của Liên Xô nhằm chinh phục Đông Nam Á là cách duy nhất.
Nghiên cứu của tôi với hơn 8.000 tài liệu ngoại giao được lưu trữ từ các quốc gia cho thấy Pháp muốn chứng tỏ, thứ nhất, rằng Việt Minh là quân của Liên Xô. Và thứ hai, Pháp mong muốn cuối cùng trao cho Việt Nam độc lập. Sau cuộc đàm phán, Fontainebleau 1946 bị phá hoại bởi Thống đốc Đông Dương Đô đốc George, và người Mỹ đã hết sức chỉ trích Pháp về từ chối cho phép người Việt Nam tự quyết, nhưng Mỹ vẫn lo ngại về chủ nghĩa cộng sản. Điều này có nghĩa là đối với ngoại giao của Pháp, điều quan trọng là phải chứng minh rằng Việt Minh là quân cờ kiểu Stalin của Liên Xô. Điều này thật khó khăn vì mặc dù một phần của Việt Minh là cộng sản cuồng nhiệt, bao gồm cả những nhân vật chủ chốt như Võ Nguyên Giáp, nhưng họ cũng bao gồm hàng loạt các chính trị gia ủng hộ độc lập khác, từ những người theo chủ nghĩa quân chủ đến quốc dân đảng. Điều quan trọng là các đảng viên Đảng Cộng sản của họ không liên kết với Liên Xô hoặc Trung Quốc, và đảng này không nhận được bất kỳ ủng hộ nào từ bên ngoài của phe Cộng sản. Thực tế là Đảng Cộng sản Pháp có thể được hướng dẫn bởi Liên Xô đã bỏ phiếu cho cuộc chiến chống lại phe Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh tướng Jean Philippe đã nêu quan điểm không thể thắng cuộc chiến với chủ nghĩa dân tộc tại Đông Dương. Ông đã tử nạn vào năm 1947 ở Bắc Phi. Các nhà ngoại giao Pháp liên tục đưa ra các cáo buộc rằng bằng chứng rằng Việt Minh là công cụ của Liên Xô, nhưng các đối tác Mỹ của họ không thể tìm ra cơ sở nào để chứng minh cho những tuyên bố đó. Trong một ví dụ vui nhộn, phái bộ châu Á đầu tiên của CIA đã tìm kiếm bằng chứng về việc một đội ngũ cố vấn Liên Xô ở miền Nam Trung Quốc đang hướng dẫn Việt Nam, chỉ để phát hiện ra một nhóm nhỏ những kẻ lang thang của Nga đang chết đói trốn thoát qua Trung Quốc. Bằng chứng cuối cùng vào cuối năm 1947 do Secret, cảnh sát mật thuộc địa của Pháp ngụy tạo, đã không bao giờ được chứng minh nhưng đã trở nên có ảnh hưởng bởi vì Vương quốc Anh đã xác nhận nó. Do Anh cũng tìm cách tận dụng sự giúp đỡ của Hoa Kỳ cho cuộc chiến chống lại quân nổi dậy cộng sản ở Malaya, Ngoại trưởng Ben Van đã xác nhận bằng chứng của Pháp mà các nhà ngoại giao Anh không tin là đáng tin cậy về các động thái của Liên Xô ở Đông Nam Á và Việt Nam. Từ năm 1948, sự trợ giúp của Hoa Kỳ cho Pháp đã tăng lên ồ ạt và cam kết của họ tăng lên đến mức Hoa Kỳ vẫn ở lại Việt Nam sau cả khi người Pháp từ bỏ tái chiếm thuộc địa. Nỗi sợ hãi của họ đã trở thành một lời tiên tri, tự ứng nghiệm. Từ năm 1948, Việt Minh đã trải qua một quá trình cộng sản hóa và tìm kiếm sự giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô để chống lại người Pháp. Đây là hình ảnh Mao Trạch Đông đón Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó ở Bắc Kinh. Xung đột này và các động lực của nó sẽ tác động sâu sắc đến các xung đột sau này của Việt Nam. Rõ ràng nhất, cam kết của Hoa Kỳ đối với chủ nghĩa chống cộng sản ở Việt Nam được hình thành vào cuối những năm 1940 sẽ buộc Hoa Kỳ tham gia một cuộc chiến rất dài 1965 đến 1975. Nhưng hình dạng của cuộc xung đột này cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của Pháp ở Việt Nam. Ví dụ, chiến dịch Chúa Giê-xu đi vào Nam do Pháp hỗ trợ đã đưa đi phần lớn cơ sở cộng tác viên công giáo thuộc địa phận của Pháp do Andrew thành lập, bao gồm cả Ngô Đình Diệm, vào miền Nam và sau này sẽ hình thành cốt lõi nhà nước miền Nam Việt Nam vào cuối những năm 1950. Đối với Pháp, kết quả rất lộn xộn. Một mặt, những chiến thắng của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các đối tượng thuộc địa của Pháp ở những nơi khác. Mặt khác, cuộc chiến tạo nên sự khốc liệt, đặc biệt là cho các tướng lĩnh như Gia Lan, người đã chiến đấu ác liệt ở Algeria và khi lên bờ bực thất bại đã phát động một cuộc đảo chính tại chính nước Pháp, thậm chí xâm lược Costa Rica vào năm 1958 để buộc Pháp tiếp tục chiến đấu cho sự hùng mạnh của thuộc địa của mình.